Mắc những bệnh này, tuyệt đối đừng ăn mít. Mít là loại quả giàu chất dinh dưỡng và được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, mít cũng có những tác dụng phụ nhất định. Những người mắc các bệnh dưới đây tuyệt đối không nên ăn mít. Mít rất giàu các chất dinh dưỡng, quan trọng như vitamin A, vitamin C, canxi, kali, sắt, thiamin, riboflavin, niacin, magnesium và nhiều chất dinh dưỡng khác. Ăn mít thường xuyên với một liều lượng vừa phải giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh ung thư, duy trì vẻ đẹp cho làn da. Nhưng mít không lành với tất cả mọi người, đặc biệt là những người mắc các bệnh dưới đây. Những người không được ăn mít Người bị gan nhiễm mỡ Mít chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều đường không tốt cho gan, chứa nhiều năng lượng, dễ gây nóng và khó tiêu trong người. Do vậy, người bị viêm gan, kèm gan nhiễm mỡ nên hạn chế ăn trái cây này. Người bị bệnh tiểu đường Mít chứa nhiều đường glucosa và fructosa, nên khi ăn mít sẽ dẫn đến hàm lượng đường trong máu tăng cao, khiến tình trạng bệnh tiểu đường nặng hơn. người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu. khi ăn mít, những người này dễ bị khó chịu, cảm giác đầy bụng, tim làm việc nhiều hơn và có nguy cơ tăng huyết áp. bệnh suy thận mạn bệnh nhân suy thận mạn nên tránh các loại thức ăn giàu kali như mít thận suy nên không làm tốt chức năng của mình khiến kali bị ứ động lại dẫn đến tăng kali máu nếu kali trong máu tăng quá thì sẽ dẫn đến tử vong do ngừng tim mà không có dấu hiệu nào báo trước các bệnh mãn tính những người có bệnh mãn tính chỉ nên ăn hoặc thưởng thức mà thôi không nên ăn quá nhiều tối đa chỉ khoảng 3 đến 4 muối mỗi ngày. Những lưu ý khi ăn mít. Chỉ nên ăn mít sau khi ăn cơm 1 đến 2 tiếng, lưu ý không ăn khi bụng đói bởi ăn lúc đói sẽ bị đầy bụng khó tiêu. Nên ăn với lượng vừa phải. Với những người mắc bệnh mãn tính, chỉ nên ăn tối đa 80g khoảng từ 3 đến 4 muối mít mỗi ngày. Nên ăn mít kèm với những hoa quả chính khác để cung cấp đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Khi ăn cần nhai kỹ và không ăn vào buổi chiều tối. Nếu người nóng nó hay nổi mụn nhọt, khi ăn mít cần bổ sung đủ nước từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày và rau xanh từ 200 đến 300 g mỗi ngày. Mẹo lựa chọn mít ngon Những loại mít chín cây, ngon thường có củi dày, vàng óng, có vị ngọt bùi và sơ mít có màu trắng hay vàng nhạt. Khi ăn nếu là mít chín tới, không bị tiêm thuốc, sẽ không bị sượng, mùi mít thơm lừng tự nhiên. Ngoài ra bạn cũng nên chọn những quả mít thân mềm, mắt mít mở to, gai không nhọn, thưa hơn so với lúc mít vẫn còn xanh mít bạn nên mua nguyên quả tự tách muối và để trong hộp nhựa đậy kín rồi cho vào ngăn mát của tủ lạnh là được khi ăn bỏ ra dùng dần tránh mua muối mít đã bóc sẵn không đảm bảo an toàn vệ sinh có thể lẫn với những muối mít không được còn ngon